Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, hôm nay mình làm một đề tài tiếp theo là tín điều huyền thoại Đức Mẹ Phường Địa Đàng Thánh Tích. Trước hết tôi xin trình bày sơ lược một số tín điều quan trọng về Đức Mẹ. Tín điều Đức Mẹ Đồng Trinh. Trong 300 năm đầu của kỷ nguyên, chúng ta chưa có đạo Công giáo mà chỉ có đạo Kitô Nguyên Thủy. Tín đồ Kitô giáo Nguyên Thủy không xây nhà thờ, không có ảnh tượng, không có hệ thống tu sĩ, không tin Đức Mẹ Đồng Trinh. Họ tụ họp nhau trong các phòng hội để đọc Kinh Thánh và noi gương cuộc sống của Chúa Giêsu mà họ tin là đấng cứu thế. Kinh Thánh nói rõ Chúa Giêsu là con trai đầu của Đức Mẹ chứ không phải là con trai duy nhất của người. Trưởng nam Giêsu có 4 em trai và 3 em gái. Em trai đầu của Chúa Giêsu tên là Jacques, làm giáo chủ đạo Kitô tại Jerusalem vào cuối thế kỷ thứ nhất. Đức Mẹ có tới 8 người con, làm sao còn đồng trinh được? Vì vậy tín điều Đức Mẹ đồng trinh là một điều vừa phản tự nhiên vừa khôi hài quái đản. Mọi vấn đề về đức tin Kitô trở nên phức tạp và gây ra các vụ tranh cãi, thậm chí gây ra chiến tranh đẫm máu là do tham vọng của đế quốc La Mã đứng đầu bởi hoàng đế Constantine the Great. Sau hơn 300 năm, các hoàng đế La Mã đã ra sức diệt đạo Kitô, nhưng đạo này vẫn bành trướng ra khắp đế quốc. Điều nguy hiểm là những đoàn quân Hung Nô Mông Cổ rất đông đảo và hùng mạnh đang đe dọa tràn ngập toàn đế quốc. Dân chúng đa số theo đạo Kitô chẳng những không chịu đi lính cho đế quốc La Mã mà còn sẵn sàng hợp tác với địch. Do đó năm 313, Constantine ra lệnh bãi bỏ việc cấm đạo và chính thức công nhận đạo Kitô là đạo của toàn đế quốc. Ngày 20 tháng 5 năm 325, Constantine ra lệnh triệu tập hội nghị các giám mục họp lại Nicea, Thổ Nhĩ Kỳ để thống nhất các giáo phái Kitô bằng các cuộc, bằng cách buộc mọi người phải chấp nhận một bản tóm tắt của các tín điều được gọi là niềm tin của các tông đồ, sau gọi tắt là Kinh Tin Kính, trong đó có tín điều của Chúa Ba Ngôi và Đức Mẹ Đồng Trinh. Các giám mục và tín đồ Kitô Nguyên Thủy chống lại công đồng Nicea đều bị giết hoặc bị đưa ra đi đày. Riêng giáo phái Arius bị giết tới 300 người. Năm 340, đạo Kitô của Constantine được đổi tên thành Công giáo, nghĩa là đạo toàn cầu. Nhờ quyết định cực kỳ khôn ngoan của Constantine, đế quốc La Mã đã tạo lập được những đoàn quân thập tự vừa đông đảo vừa cuồng tín để bảo vệ đế quốc La Mã và có thể sử dụng để chinh phục toàn cầu dưới khẩu hiệu In hoc singo vinci, dấu hiệu dưới dấu hiệu thánh giá ta sẽ chiến thắng toàn cầu. Từ điển Bách Khoa Công giáo The Catholic Encyclopedia Vol. 4 B300 đã viết rõ như sau: Constantine ưu đãi Kitô giáo hoàn toàn vì lý do chính trị và ông ta đã được xem như là một bạo chúa được ơn soi sáng để sử dụng tôn giáo và mục tiêu thực hiện chính sách của mình. Như vậy rõ ràng một điều là các vua La Mã đã ra sức diệt đạo Kitô Nguyên Thủy để lập ra đạo Công giáo. Đạo Công giáo là đạo của đế quốc La Mã nên danh từ Công giáo La Mã thật là chính xác. Đạo Công giáo đã được lập nên trên nấm mồ của Kitô giáo Nguyên Thủy và hoàn toàn đi ngược lại giáo lý đạo Kitô lúc ban đầu. Kitô giáo Nguyên Thủy là độc thần giáo đúng nghĩa vì chỉ thờ một Thiên Chúa. Công giáo La Mã thực sự là đa thần giáo vì thờ cả ba Thiên Chúa Ba Ngôi, Đức Mẹ Maria và rất nhiều thánh. Đây là một nhận định hết sức quan trọng về lịch sử. Nếu không chú ý đến những điều trình bày trên đây,
ta sẽ dễ dàng bị các sử gia Công giáo lừa bịp. Trong bài tựa cuốn Việt Nam Giáo sử trang 20, Linh Mục Phan Phát Huồng viết: máu của các thánh tử đạo đã nhuộm đỏ đất nước Việt Nam yêu quý, làm cho đất nước phì nhiêu tốt tươi. Lấy võ lực đàn áp Công giáo để tiêu diệt người Công giáo thì chẳng những Công giáo không bị tiêu diệt mà còn sản sinh đông đúc thêm. Các hoàng đế La Mã muốn tiêu diệt đạo Công giáo thì ngày nay trên thủ đô Roma phấp phới trước gió cách oai hùng quốc kỳ Vatican, tượng trưng cho quyền bính của giáo hội. Sử gia Công giáo Linh Mục Phan Phát Huồng đã cao hứng ca ngợi những người cuồng tín tử đạo Việt Nam quá trớn mà quên rằng các hoàng đế La Mã không thể nào tiêu diệt đạo Công giáo. Các hoàng đế La Mã chỉ tiêu diệt đạo Kitô nguyên thủy để lập đạo Công giáo mà thôi. Từ năm 313 trở đi, các hoàng đế La Mã chỉ lo củng cố chứ không bao giờ diệt đạo Công giáo cả. Xin đề nghị Linh Mục Sử gia Phan Phát Huồng hãy đọc kỹ lịch sử trước khi viết sách, dù chỉ là giáo sử thế giới hay giáo sử Việt Nam. Về việc máu tử đạo làm cho đất phì nhiêu tốt tươi và làm cho Công giáo càng sinh sản đông đúc thêm là do chính sách diệt đạo của các vua chúa Việt Nam thiếu cương quyết, và do thực chân pháp làm cho Công giáo phát triển mạnh chứ chẳng phải máu tử đạo có sức mạnh thiêng liêng nào. Nếu các vua chúa Việt Nam biết noi gương như người Nhật đã làm vào năm 1638 thì liệu Công giáo Việt Nam có ngóc đầu lên nổi hay không? Nếu thực hiện được một chính sách diệt đạo đúng đắn và khoa học thì máu tử đạo có thiêng đến mấy cũng không cứu được sự tuyệt chủng nhục nhã của đạo Công giáo. Giáo hội Công giáo Việt Nam là con đẻ của thực dân Pháp. Các cố đạo thừa sai thường nói nước Pháp là trưởng nữ của hội thánh và là mẹ của giáo hội Việt Nam. Đám trí thức Công giáo mất gốc làm bộ yêu thương tổ quốc Việt Nam, ra tờ báo lấy tên là Đất Mẹ. Nhưng ai cũng hiểu đó chẳng phải là đất mẹ Việt Nam mà là đất mẹ Tây và của bà ngoại Vatican. Công giáo La Mã không còn là Kitô giáo đúng nghĩa vì nó đã trở thành đa thần giáo. Việc thờ kính Đức Mẹ Maria là việc bịa đặt, các tín điều về Đức Mẹ hoàn toàn do Công giáo La Mã sáng lập. Tạo khi các hoàng đế La Mã đã diệt gọn đạo Kitô nguyên thủy và xóa bỏ hầu hết các dấu vết của đạo này vào đầu thế kỷ thứ tư, các tín điều về Đức Mẹ đều không có nền tảng thánh kinh, trái lại tất cả đều trắng trợn đi ngược lại với chính sách kinh Tân Ước và nền tảng của Kitô giáo. Suốt 16 thế kỷ, Công giáo La Mã thống trị Âu Châu và đưa lên đàn giàn hỏa tới 10 triệu người, đa số là giới trí thức. Vì đã dám chỉ trích các tín điều vô lý ấy, giáo hoàng Innocent thứ ba 1198 đến 1216 sáng lập ra hệ thống tòa án tôn giáo để xử tội mọi người chống đạo. Bị ghép vào các tội rối đạo đều bị đưa lên giàn hỏa thiêu sống. Trong lịch sử giáo hội Công giáo có rất nhiều giáo hoàng giết người, nhưng giáo hoàng Innocent thứ ba vượt lên tất cả các giáo hoàng sát nhân khác. Vì tòa thánh dị giáo hiện diện khắp Âu Châu trên 500 và sau này được đoàn quân xâm lược Tây Ban Nha đưa sang áp dụng tại các quốc gia Trung Nam Mỹ thuộc địa của họ. Sách Babylon Mastery Religion của Hội Nghiên cứu Thánh Kinh Rap Water Everlitics Bot 124 trang 86 viết: một số giáo hoàng can tội sát nhân, nhưng Innocent thứ ba vượt lên trời mọi giáo hoàng tiền nhiệm về tội giết người. Trong hơn 500 năm, các giáo hoàng dùng tòa án tôn giáo để duy trì quyền lực chống lại bất cứ ai tỏ ra không đồng ý với các giáo điều của giáo hội La Mã. Cũng chính Innocent thứ ba xúi dục vua Pháp xâm lược nước Anh, vì tại nước này đang có mầm mống chống đạo, chống giáo hoàng. Điều này do sử gia Lloyd Graham viết trong tác phẩm
Deception and Might of the People như sau. Đế quốc Công giáo luôn luôn là mục tiêu của giáo hội Công giáo. Một đế quốc bao gồm toàn Âu Châu và Bắc Phi. Sự kiện này khởi đầu từ Công Thế Tin. Nhân tiện cũng xin nói là đến thêm về một điều mỉa mai của lịch sử là giáo dân Ái Nhĩ Lan đã mấy thế kỷ chống nước Anh và Tin Lành để khôi phục lãnh thổ và cũng để giữ vững lòng trung thành với Tổ Thánh La Mã. Họ đâu có ngờ kẻ bán đứng nước họ cho Anh quốc chính là giáo hoàng Adrian thứ tư. Ngày nay, các sử gia đã tìm được thư của giáo hoàng Adrian thứ tư viết cho vua Anh Henry thứ hai như sau. Ái Nhĩ Lan và các đảo thuộc về nó nay đã trở lại đạo. Như vậy đã thuộc về giáo hội La Mã. Nếu nhà vua muốn vào Ái Nhĩ Lan thiết lập luật pháp để buộc mọi người dân tuân phục và bắt mọi người đóng thuế cho Tổ Thánh, thì ta sẽ sẵn sàng chuyển nhượng nước đó cho nhà vua. Lịch sử thế giới đã có đầy đủ mọi tài liệu chứng tích thống kê tội ác giết người thật khủng khiếp của giáo hội La Mã do Công Thế Tin lập ra từ thế kỷ thứ tư trong 16 thế kỷ. Số người bị giết dưới bàn tay của những người nhân danh Chúa như sau: 3 triệu tín đồ Hồi giáo, 10 triệu tín đồ Công giáo bị giết do tòa án tôn giáo, 14 triệu tín đồ Kitô ngoài Công giáo, Tin Lành, Chính thống, Anh giáo v.v. 30 triệu chết trong các cuộc chiến tranh giữa các vua Chúa Công giáo Âu Châu tranh chấp quyền lợi với nhau hoặc với giáo hoàng. Trang 463. Điều đáng đau buồn, các cuộc tranh chấp đẫm máu trên phần lớn là do sự bất đồng với nhau giữa các giáo phái Kitô về các tín điều có liên quan đến Đức Mẹ Maria. Đức Mẹ là hiện thân của tình mẫu tử đã bị giáo hội Công giáo biến thành một nguyên nhân của biết bao vụ thảm sát đẫm máu giữa những người anh em cùng thờ một Chúa và cùng yêu thương một mẹ. Thật không có gì đau xót và vô lý cho bằng. Nguồn gốc về thần thoại Đức Mẹ Đồng Trinh. Một trong những điều dị biệt nhất giữa Công giáo và Tin Lành là vấn đề đồng trinh của Đức Mẹ. Sách Babylon Mastery Religion dành ra 2 chương để nói về điều này. Trang 7 đến trang 22, tôi xin tóm lược như sau. Việc tôn thờ ảnh tượng mẹ bồng con xuất phát từ Babylon cách đây 6.000 năm. Dân Babylon đã có huyền thoại Chúa Cứu Thế Kitô Messiah Savior. Từ thời đó, Chúa Cứu Thế của họ là Tammuz và mẹ là nữ thần Semiramis. Cho đến nay, các nhà khảo cổ đã tìm thấy nhiều tượng mẹ bồng con ở Babylon, phía Iraq, cũng như Ai Cập. Hiện ở Ai Cập còn tồn tại nhiều đền thờ cổ với tượng Đức Mẹ bồng con, đó là tượng thần Nhi Đồng Horus. Ngoài trên đùi của mẹ là nữ thần Isis. Người Ai Cập đã nhập cảng tục lệ này từ Babylon và họ sáng tác ra với con. Về sau, bà gặp lại đứa con mới biết chính con mình là thần mặt trời. Vào thế kỷ đầu công nguyên, các tu sĩ lập đạo Kitô đã ăn cắp thần thoại Ai Cập này để phóng tác ra chuyện bà Maria thụ thai do phép Đức Chúa Thánh Thần sinh ra con trai của Thiên Chúa. Được ít ngày thì bị vua Herod rượt đuổi nên phải chạy trốn sang Ai Cập. Đến khi Giê-xu lên 12 tuổi thì bị lạc tại đền thánh. Nhưng bà Maria vẫn tin tưởng con mình là Đức Chúa Trời và đồng thời cũng là chồng của mình. Còn ông Joseph chỉ là chồng hờ để che mặt thế gian. Các tu sĩ lập đạo Kitô cũng như tu sĩ Ai Cập đều là những kẻ bệnh hoạn, mang mặc cảm loạn luân với mẹ như chuyện Oedipus của Hy Lạp loạn luân với mẹ là Jokata. Kinh Thánh Tân Ước của Luca viết: Thiên thần nói về bà Maria là Chúa Thánh Thần sẽ đến cùng người và Thiên Chúa tối cao sẽ phủ người. Cho nên vật thánh thiện sẽ được sinh ra bởi người được gọi là Thiên Chúa. Thiên Chúa ba ngôi nhưng thực sự là một ngôi
Giê-xu cũng chính là Đức Chúa Thánh Thần. Nếu Đức Chúa Thánh Thần phủ bà Maria thì cũng chính là Giê-xu là đã phủ mẹ mình, chẳng khác gì chuyện thần thoại Ai Cập. Bà Isis được thần mặt trời phủ sinh ra Horus, và chính Horus là thần mặt trời. Xin đọc thêm Deception and Mind of the People, trang 377. Những tín đồ Kitô giáo nguyên thủy không thể không để ý đến chuyện loạn luân nói trên vì họ không tin bà Maria đồng trinh. Kinh Thánh Tân Ước kể rõ tên bốn anh em của Giê-xu là James, Joseph, Simon và Judas. Không phải Judas Iscariot và ba cô em gái, nhưng không nêu tên. Mát 13 255 đến trang 56, Kinh Thánh cũng ghi rõ Giê-xu là con trưởng của bà Maria, chứ không phải con duy nhất. Kẻ duy nhất viết Tân Ước đã xuyên tạc nữ tính của bà Maria thành đồng trinh là ông Matthew. Matthew tên tác giả viết cuốn Tân Ước. Vì vậy người ta đặt tên cuốn kinh này là Matthew. Và y đã trích dẫn kinh Cựu Ước nói trên: Chúa cứu thế sẽ được sinh ra bởi người mẹ đồng trinh. Sự gian trá của Matthew đã bị các học giả nghiên cứu thánh kinh vạch mặt. Các học giả đã tìm khắp thánh kinh Cựu Ước không hề có một chữ đồng trinh nào, vì dân tộc Do Thái từ xưa đến nay không có ý niệm này. Họ chỉ phân biệt người đàn bà có chồng và chưa chồng mà thôi. Chỉ có một câu duy nhất của tiên tri là Isaiah nói rằng Chúa cứu thế sẽ được sinh ra bởi một người mẹ trẻ. Nguyên văn tiếng Hebrew là Alma, nghĩa là trẻ, dân, chứ không phải là đồng trinh, virgin. Sau khi tiêu diệt đạo Kitô nguyên thủy, các tu sĩ ở Vatican triệu tập công đồng Ephesus năm 431 để thiết lập giáo lý về Đức Mẹ. Tại Ephesus có đền thờ nữ thần Diana của La Mã, vốn được mệnh danh là nữ thần đồng trinh. Tại cuộc họp này, các lãnh đạo giáo hội chủ trương biến Đức Mẹ Maria thành nữ thần Diana đồng trinh, mục đích là để thu hút các tín đồ của đa thần giáo La Mã, Babylon, Mastery, Religion, trang 11. Tín điều Đức Mẹ Chúa Trời, danh hiệu Đức Mẹ Chúa Trời bắt nguồn từ Babylon, dân Babylon tôn thờ thần Nimrod và tin rằng chính Nimrod là Đức Chúa Trời. Và mẹ của Nimrod được tuyên dương xưng là mẹ Chúa Trời, tiếng Babylon là Medidomina, theo sử gia Ý Hitlop, thì danh hiệu này được chuyển sang tiếng Ý là Madonna. Các lãnh đạo giáo hội công giáo đồng hóa La Mã không ngoài mục đích thu hút tín đồ đông đảo, vì họ dễ dàng cải đạo sang niềm tin tương tự. Hơn nữa, mục tiêu của các chúng là biến Giê-xu thành Thiên Chúa, cho nên một khi đọc kinh tuyên xưng bà Maria là mẹ Chúa Trời, đương nhiên tín đồ sẽ tự kỷ ám thị để tin rằng Giê-xu là Thiên Chúa. Danh hiệu Đức Mẹ Măng Côi tháng 5 là tháng hoa hồng, còn được gọi là tháng Măng Côi, dân hoa kính Đức Mẹ. Chuỗi hạt dùng để đếm số lần đọc kinh kính mừng được gọi là chuỗi hạt Măng Côi. Đức Mẹ Măng Côi là Đức Mẹ chuyên việc lắng nghe những lời cầu kinh được nhắc đi nhắc lại nhiều lần. Việc lần hạt Măng Côi dựa trên giáo lý công giáo cho rằng Đức Mẹ là trung gian giữa Thiên Chúa và loài người. Thiên Chúa được mô tả là một vị thần khó tính, dễ nổi giận, rất hung dữ và hình phạt của Ngài rất khủng khiếp. Các tu sĩ đạo cố tạo ra một Thiên Chúa ghê gớm, buộc mọi người phải sợ. Tín đồ đồng nghĩa với kẻ biết kính sợ Chúa. Tín đồ muốn được ơn Chúa cứu chuộc và được bên vực cần phải chạy đến cầu cứu các tu sĩ. Bên cạnh Thiên Chúa hung dữ, các tu sĩ lập đạo tạo ra một bà mẹ nhân từ biết lắng nghe và sẵn sàng làm trung gian can thiệp để Thiên Chúa bớt giận và chấp nhận ban cho kẻ cầu nguyện những ơn này ơn nọ. Các tu sĩ lãnh đạo công giáo đã chọn mẹ Maria làm đấng trung gian thần thánh đó.
Linh mục Rackley, giáo lý Đại học Dublin, mới đây tuyên bố bởi sống trong một thế giới bị đòi hỏi phải sợ Chúa, nhân loại cần phải có ai đó giúp đỡ chúng ta chống lại sự sợ hãi. Đức Mẹ trở thành một trung gian đắc lực của Vatican. Trong thời chiến, Vatican biết Đức Mẹ, biến Đức Mẹ thành vị tướng quân, sự thúc quân ra trận. Trong những đoàn thập tự quân thường có những lá cờ về hình Đức Mẹ với dòng chữ "Hãy tiến lên những người lính của Chúa Kitô". Trong thời bình, Đức Mẹ biến thành nữ vương hòa bình. Các tu sĩ vẫn hốt bạc bằng những thùng tiền đặt bên cạnh các tượng ảnh của Đức Mẹ hằng cứu giúp, bằng đền thánh khiết tâm Mẹ. Với những bảng liệt kê in sẵn, chỉ cần đánh dấu X vào những ô vuông bên cạnh: xin được khỏi bệnh, xin được khỏe mạnh, xin được thành công trong việc làm ăn, xin cho tìm thấy người yêu lý tưởng, gửi về đền thánh bằng Business Reply Mail, thư hồi báo, tem sẽ được trả bởi người nhận. Với ghi chú bóc thắt well, tất nhiên trong thư phải kèm theo chi phiếu vô hạn định. Tuy được tuyên xưng là đấng trung gian giữa Thiên Chúa và loài người, trong thực tế Đức Mẹ đã trở thành một món hàng hấp dẫn hút bạc cho các dòng tu và gia cố. Giáo lý dạy Đức Mẹ là đấng trung gian hoàn toàn đi ngược với Thánh Kinh, vì Thánh Kinh đã xác định chỉ có một mình Chúa Giêsu là trung gian duy nhất giữa Thiên Chúa và con người. Giáo hội Công giáo khuyến khích giáo dân lần chuỗi mân côi và được giáo dân ngoan ngoãn hưởng ứng. Người ta tính ra có tới 46.296 lời kinh nguyện kính mừng được đọc trong một giây. Đến Thiên Chúa cũng không nghe kịp, chứ đừng nói tới Đức Mẹ. Việc lần hạt cầu kinh là một thói quen trong tôn giáo của Ai Cập từ nhiều ngàn năm trước Công nguyên. Người Do Thái cũng bắt trước làm theo. Trong thời gian giảng đạo tại Jerusalem, Chúa Giêsu đã công khai ngăn cấm việc đọc kinh nhắc lại bằng cách lần hạt. Ngài nói khi cầu nguyện, anh em đừng nhắc đi nhắc lại vô ích như những người ngoại giáo, vì họ tưởng rằng lời cầu nguyện của họ sẽ được lắng nghe chỉ vì nói nhiều. Những kẻ cầu nguyện Chúa qua trung gian Đức Mẹ bằng những chuỗi hạt măng côi chỉ có thể làm cho Chúa nổi giận. Chúa không thể chấp nhận các lời cầu nguyện được vì chính họ đã làm những điều Chúa ngăn cấm. Tín điều Mẹ vô nhiễm nguyên tội. Tín điều này bắt đầu từ chuyện Vườn Địa Đàng, do các tu sĩ lập đạo Do Thái viết cựu ước sao chép từ chuyện thần thoại Babylon, là chuyện tiếng Babylon có nghĩa là khu vườn phương Đông. Babylon là xứ sở văn minh nhất của vùng Cận Đông từ 5.500 năm trước Công nguyên. Đến thế kỷ thứ tư trước Công nguyên, do sự đổi dòng bất ngờ của con sông Euphrates gây ra trận lụt lớn chưa từng thấy, chôn vùi toàn vùng Babylon xuống dưới những lớp cát sa mạc. Từ đó loài người ít ai biết tới Babylon và kho thần thoại của nó. Mãi đến giữa thế kỷ 19, các nhà khảo cổ mới tìm thấy Babylon cách thủ đô Bắc Đắc của Iraq 80 dặm về phía nam đến biên giới Kuwait ngày nay. Sau hơn một thế kỷ đào xới, các nhà khảo cổ đã tìm thấy hàng trăm ngàn tấm đất sét nung khô với chữ viết giống như những cái nêm cối. Người ta đã đọc được và chuyện thần thoại giống như những chuyện kể trong Kinh Thánh Cựu Ước Do Thái, với những tên nhân vật hao hao giống nhau. Những chuyện thần thoại của Babylon đã lan tràn ra khắp các vùng Cận Đông. Đến thế kỷ thứ 3 trước Công nguyên, Alexander Hy Lạp trở thành ngôn ngữ chính của vùng này. Các chuyện thần thoại đó được dịch sang Hy Lạp và truyền sang Âu Châu. Có nhiều danh từ của Babylon trở thành căn ngữ trong nhiều ngôn ngữ Âu Châu. Nhưng vì Công giáo La Mã tiêu diệt Kitô giáo nguyên thủy, tiêu diệt luôn văn hóa Hy Lạp và các dấu vết thật về Chúa Giêsu trong thế kỷ thứ tư, nên sau này người ta đã không biết nguồn gốc của các chuyện kể trong Thánh Kinh, Cựu Ước cũng như Tân Ước. Các công trình lớn lao của ngành khảo cổ đã là chiếc chìa khóa vạn năng mở toang cánh cửa bí mật của quá khứ
đen tối do Công giáo La Mã đã tạo ra để che đậy sự lừa dối. Trước đây, ai cũng tưởng nhân vật Abraham là có thật trong lịch sử lập quốc Do Thái. Nhưng nhờ khảo cổ, người ta mới biết Abraham chỉ là nhân vật thần thoại của Babylon, thần thoại Giê-xu, Chúa cứu thế. Thần thoại Babylon kể rằng thần đất Tera sinh ra một vị thần con tại thành phố Ur, có nghĩa là ánh sáng, tên là Abraham, Abrahama. Và thần Abrahama lấy em gái mình là Sarai làm vợ. Các tu sĩ lập đạo Do Thái vớ lấy chuyện này để viết cựu ước sáng cơ hế ký. Phía chuyện lập quốc Do Thái, cha của Abraham hoặc Abrahama là Tera, vốn sinh sống tại thành phố Ur. Sau này Abraham lớn lên đã lấy em gái mình làm Sarah, là Sarah làm vợ, và được tộc trưởng Do Thái tại Babylon bầu làm lãnh tụ dẫn dân Do Thái rời Babylon về vùng đất hứa là Canaan, nước Palestine bây giờ, để lập quốc. Chuyện thần đất Tera truyền tới Âu Châu vào thế kỷ thứ 3 trước Công nguyên và trở thành căn ngữ của tiếng Latin. Terra là tiếng Pháp, Terra nghĩa là đất. Thần thoại Kitô cũng xuất phát từ Babylon. Từ nhiều ngàn năm trước, khi có đạo Do Thái, ta có thể tìm thấy dấu vết của thần thoại này ngay trong sách Sáng Thế Ký của Cựu Ước. Sách Sáng Thế Ký kể rằng những đoàn người du mục đến định cư tại Sinat và lập nên thành phố Babylon, có nghĩa là cổng trời. Babylon về sau trở thành đế quốc. Tại đây có con sông lớn là Euphrates và Tigris. Vùng đồng bằng của hai con sông này rất phì nhiêu nhưng có rất nhiều thú dữ ăn thịt người. Một người thợ săn rất hùng mạnh tên là Nimrod diệt thú dữ cứu dân, về sau lên làm vua cai trị đất Anh Minh. Vương quốc của người gồm có Eret, Akkad và Khonne Gen 12.10. Khi Nimrod chết, dân Babylon vì quá yêu thương đã khóc thảm thiết. Bà vợ của Nimrod là Semiramis chặt xác Nimrod thành những miếng nhỏ đem nướng chín gửi đi khắp nơi cho dân chúng ăn cho bớt đau khổ. Jurek 19.2.29, Psalm 11.2.17. Bà Semiramis lúc đó đang mang thai đã hứa với dân chúng rằng bà sẽ sinh một con trai đặt tên là Tammuz. Con trai này sẽ là Chúa cứu thế và là Nimrod tái sinh. Từ đó Tammuz được dân chúng mong mỏi ra đời cứu thế. Đó là ý niệm đầu tiên về Chúa cứu thế mà người Do Thái dịch ra từ Messi. Đến thế kỷ thứ 3 trước Công nguyên, do đế quốc Hy Lạp chiếm toàn Cận Đông và Âu Châu nên thần thoại Babylon về Chúa cứu thế được dịch sang tiếng Hy Lạp là Chittos. Người Hán phiên âm là Cơ Đốc. Babylon nằm giữa hai dòng sông Euphrates và Tigris, được người Hy Lạp đặt tên là Mesopotamia, Meso, Midder, Potamic Review. Người Hán dịch thành Lưỡng Hà Châu từ huyền thoại Chúa cứu thế Nimrod và Tammuz. Người Babylon lập ra đạo thờ Thiên Chúa mà gọi là Ban hoặc Bon, vì họ tin rằng Nimrod chính là Bon. Cũng tương tự như người Công giáo thờ Giê-xu và tin rằng Giê-xu là Chúa Kitô và Kitô là ngôi hai Thiên Chúa, chính là Thiên Chúa toàn năng. Đạo thờ Thiên Chúa Bon thường bắt con nít hoặc các thiếu nữ làm vật lý, làm vật hy sinh tế thần, tượng thần rất lớn, cao cỡ 10 mét. Hai bàn tay thần to bằng hai cái chảo lớn được đun nóng từ cái lò trong tượng thần. Các tu sĩ tế thần được gọi là Kana ném các nạn nhân trần truồng vào hai bàn tay của thần. Trong lúc đó các tu sĩ nhảy múa, đánh trống và phàn la inh ỏi để khỏa lấp tiếng thét ghê hồn của các nạn nhân đang bị nướng sống và tiếng khóc thảm thiết của nhân thần các nạn nhân. Từ đó phát sinh ra từ Kana, Bon, có nghĩa là những kẻ ăn thịt
đồng loại. Vì sao khi tới thần, các tu sĩ đạo thợ Bon chặt nhỏ xác nạn nhân lúc đó đã chín để chia nhau ăn? Tục lệ giả mang này của Babylon du nhập vào đạo Công giáo La Mã thành phép mình thánh chúa. Mà ta thấy trong các lễ Misa ở nhà thờ hiện nay, giáo dân lên rước lễ tưởng tượng được ăn thịt uống máu thật của Giê-xu. Họ đã trở thành một lũ mọi ăn thịt người mà Tây Phương gọi là Cannabon, Anh ngữ hoặc Cannabo, thánh pháp ngữ, là danh từ có xuất phát từ Cannabon của Babylon mà ra. Việt Nam là một dân tộc có tinh thần nhân bản, ai cũng phải rùng mình ghê sợ khi nghe chuyện tới thần bằng người sống như đạo thờ Bon của Babylon. Chúng ta chưa từng nghe thấy những chuyện giả man tương tự trong lịch sử dân tộc. Tổ tiên chúng ta chỉ cúng trời bằng bông hoa, trái cây hoặc bánh chưng, bánh dày được làm ra từ các sản phẩm nông nghiệp. Cách thờ cúng của dân tộc ta và cách thờ cúng của Babylon hoặc Công giáo phản ảnh hai nền văn hóa khác hẳn nhau. Một bên là nền văn hóa nông nghiệp nhân bản, còn bên kia là nền văn hóa du mục phi nhân bản. Người Việt Nam từ bỏ đạo của ông bà tổ tiên đi theo đạo Công giáo đã là từ bỏ cái nguồn gốc nhân bản của mình để trở thành kẻ mọi ăn thịt người. Của nền văn hóa du mục phi nhân bản, họ cứ tưởng đi theo đạo của Tây Phương là đã trở thành kẻ văn minh, rồi lên mặt khinh rẻ dân tộc và nền văn hóa nhân bản của tổ tiên. Họ đâu có ngờ họ đã trở thành những kẻ mỏi rợ ăn thịt người, dù chỉ trong tưởng tượng. Từ tâm linh văn minh biến thành tâm linh bán khai mỏi rợ, mà vẫn không biết mình đã biến thành bán khai mỏi rợ từ lúc nào và do đâu. Cũng từ cái thần thoại Chúa Cứu Thế Nimrod mới phát sinh ra danh từ Messi của Do Thái, có nghĩa là Chúa Cứu Thế. Ngụ ý vua Nimrod mới hoặc vua David mới. Người Do Thái định nghĩa chữ Messi tiếng Hy Lạp là Chitot, Anh Pháp Chichot, phải là đấng giải thoát mọi kẻ áp bức. Họ không tin Giê-xu là Messi vì Giê-xu chẳng cứu được ai. Người Công giáo đã lầm lẫn đồng hóa Giê-xu với Kitô, Giê-xu là người thật. Sinh khoảng năm thứ tư trước công nguyên, bị đóng đinh năm 29, lúc 33 tuổi, cao 1m82 và cân nặng 79kg. Kitô là huyền thoại xuất phát từ Babylon và được nhập cản từ đạo Do Thái. Các tu sĩ lưu manh lập đạo Kitô đã viết băng ước bằng cách dẫn chứng bậy bạ những điều nói trong cựu ước liên quan đến Messi để biến Giê-xu thành Kitô. Sự việc được Giê-xu được Kitô hóa đã được các nhà khoa học, các học giả và nhất là các nhà khảo cổ vạch mặt. Kẻ viết tân ước cố ý gán ghép mọi dẫn chứng giả tạo để người đọc nghĩ rằng Giê-xu thuộc dòng dõi vua David, vì người Do Thái định cư Messi là vua David mới sẽ được sinh ra để cứu dân tộc Do Thái. Về sau, các tu sĩ đạo Kitô đã biến ý nghĩa chữ Messi lúc ban đầu chỉ có nghĩa là anh hùng dân tộc, trở thành đấng cứu thế chuộc toàn thể loài người. Nền văn hóa du mục phi nhân bản Babylon là linh hồn của đạo Công giáo đã làm cho người Công giáo Việt Nam mất hết dân tộc tính. Nước rửa tội là một thứ axit đã hủy diệt cái ánh hào quang dân tộc trên đầu của mọi người Công giáo Việt Nam. Vào năm 40, Hai Bà Trưng đã cứu dân tộc ta chống quân xâm lược phương Bắc để giành độc lập cho tổ quốc. Hai Bà Trưng là hai chúa cứu thế của dân tộc ta. Hai Bà Trưng sắp xỉ bằng tuổi Giê-xu là những vị anh hùng đích thực của dân tộc, thì người Công giáo Việt Nam lại coi thường và khinh rẻ. Trái lại, cũng vào thời điểm của Giê-xu thì dân tộc ta bị Tào đô hộ, một phần vì Giê-xu thất học chẳng biết nước giao chỉ nằm ở nơi nào trên thế giới. Phần khác, Giê-xu còn mãi đi giảng đạo ở Jerusalem, đâu có giúp ích gì cho đất nước Việt Nam. Và giả sử có muốn cứu Việt Nam cũng chẳng cứu nổi, vì chính Giê-xu cũng không cứu nổi bản thân và dân tộc Do Thái. Vì vậy hà cớ gì Công giáo Việt Nam phải tôn thờ Giê-xu làm chúa cứu thế của mình? Sự ngu dốt chứ không phải đức tin đã
đã là nguyên nhân chính yếu dẫn đến cái chết của những người tử đạo Việt Nam. Vinh danh tử đạo Việt Nam là vinh danh sự ngu dốt và tôn vinh tinh thần phản dân tộc. Người Công giáo Việt Nam hãy tỉnh ngộ để sớm rũ bỏ cái độc chất văn hóa Babylon trong người, ngõ hầu sớm biết từ bỏ kiếp sống con chiên, để làm người đứng thẳng trước khi trở lại làm người Việt Nam. Tổ quốc Việt Nam có những người công dân đích thực Việt Nam anh hùng bất khuất, dám hiên ngang tiêu diệt mọi kẻ thù xâm lược, bảo tồn lãnh thổ và danh dự, làm người với truyền thống văn hóa cao không kém gì ai trên trái đất này. Không phải đến bây giờ người ta mới nhận ra cái độc hại của nền văn hóa du mục Babylon, mà ngay trong sách Mặc Khải, Tân Ước của John cũng đã nguyền rủa nền văn hóa này. Huyền thoại Babylon vĩ đại là mẹ của các con điếm và các chuyện kinh khủng trên trái đất này. Sách Mặc Khải Tân Ước muốn ám chỉ mẹ của các con điếm đó là ai, nếu không phải là cái giáo hội thối nát hư hỏng được xây dựng trên huyền thoại của Babylon. Huyền thoại Vườn Địa Đàng. Lịch sử nhân loại đã nhận ra cái hậu quả ghê gớm của huyền thoại Gan Eden, kể chuyện Adam và Eva phạm tội. Chỉ vì dám ăn trái táo trị giá mấy chục sen mà cả loài người phải chết, đàn ông phải vất vả cực khổ mới kiếm được miếng ăn, và đàn bà phải mang nặng đẻ đau mới sinh được đứa con của mình. Cái lỗi nhẹ đó của Adam đã đưa đến hậu quả là con một của Thiên Chúa phải mất công xuống thế gian đầu thai làm người, phải chịu đánh đòn nhục nhã và chết trần truồng trên thập giá chỉ để chuộc tội tổ tông. Nhưng cái chết thảm của Giê-xu cũng hóa thành vô ích, vì tất cả cái hậu quả của tội tổ tông trên số phận của loài người vẫn còn nguyên vẹn. Con người vẫn phải chết, đàn ông vẫn phải vất vả kiếm ăn, và đàn bà vẫn phải mang nặng đẻ đau như lúc Giê-xu chưa cứu chuộc. Thật là xảo trá bịp bợm, Giê-xu chẳng cứu được ai, vậy tại sao lại cứ tôn vinh y là Chúa cứu thế? Khoa học khảo cổ đã chứng minh chuyện Vườn Địa Đàng chỉ là chuyện thần thoại bị đặt. Vậy làm gì có tội tổ tông thật đâu mà phải cứu chuộc? Ngay cả trường hợp chuyện Vườn Địa Đàng là chuyện chăng thật đi chăng nữa, thì hành vi của Adam và cũng không phải là tội. Triết gia Baruch Spinoza 1632-1677, bậc thầy tư tưởng Tây Phương được xếp ngang hàng với lão tử của Đông Phương, đã viết: ý muốn hay quyết định của Adam chẳng phải là xấu và cũng chẳng chống lại ý muốn của Chúa, vì Chúa là nguyên nhân của điều đó. Chúa muốn kẻ ác hối hận, tại sao Ngài cấm Adam ăn trái táo khi Ngài phú cho ông ta ý muốn trái ngược? Một phần lớn cái trách nhiệm về tội của các Kitô giáo nói chung, của giáo hội Công giáo nói riêng, có thể quy vào cho Augustine, y là cha đẻ ra thuyết Thiên Chúa Ba Ngôi với tác phẩm The Trinitas, cha đẻ ra thuyết tội tổ tông và thuyết Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội. Y xác lập quyết thuyết thần quyết thần quyền cho giáo hội để buộc mọi chính quyền, chính phủ để phải thuần phục giáo hội bằng các tác phẩm The Civita Dei Augustine, sinh tại Algeria năm 354, chết năm 430, 76 tuổi. Y được coi là người sáng lập đạo Kitô đứng hàng thứ hai sau San Paulo và tác giả của toàn bộ hệ thống tư tưởng Tây Phương thời Trung Cổ. Năm 396, y làm giám mục địa phận Hippo tại Algeria trong suốt 6 thế kỷ đầu công nguyên. Toàn vùng Bắc Phi, Cận Đông và Âu Châu đều là các nước theo Kitô giáo. Sự xuất hiện và bành trướng mau chóng của Hồi giáo thời Trung Cổ đã biến hoàn toàn Bắc Phi, Cận Đông và Nam Âu Châu, kéo tới Ấn Độ trở thành các nước Hồi giáo. Sự kiện này đã chặn đứng âm mưu xâm lược toàn cầu bằng chiêu bài Công giáo của đế quốc La Mã. Augustine say mê nghiên cứu và viết sách suốt 34 năm. Công trình của Augustine thật khá vĩ đại. Chỉ tiếc cái vĩ đại đó là ông ta đã xây dựng cả một tòa lâu đài đồ sộ trên nền tảng thần thoại Vườn Địa Đàng của Babylon. Augustine được giải thích
Mọi đau khổ của loài người đều do tội lỗi nguyên thủy của Adam và Eva, gọi là tội tổ tông. Tội này di truyền cho con cháu muôn đời do sự giao cấu của cha mẹ. Giao cấu là tội lỗi. Dựa vào lý luận này, Augustine viết thêm cuốn On the Femal, The Red, nhục mạ phụ nữ, và tạo ra hệ thống nam tu sĩ giáo hội công giáo và việc phụ nữ bị từ chối phong chức linh mục. Augustine gọi phụ nữ là một Eva, đồng lõa với ma quỷ, xúi dục đàn ông chống lại Thiên Chúa. Vì tội lỗi xấu xa của phụ nữ mà con Thiên Chúa phải chết. Đàn bà là kẻ đào ngũ khỏi luật của Chúa. Đàn bà phá hoại đàn ông là hình ảnh của Thiên Chúa. Tuy nhiên, chỉ có phụ nữ duy nhất trên thế gian không bị Augustine nguyền rủa là Đức Mẹ Maria. Augustine lý luận Đức Mẹ không giao cấu với Joseph. Đức Mẹ sinh ra Chúa Giêsu vẫn còn đồng trinh, nên Mẹ là đấng vô nhiễm nguyên tội. Những lý luận trên của Augustine thống trị linh hồn Âu Châu suốt trong hơn 1.000 năm. Mãi đến giữa thế kỷ 16, bỗng nhiên xảy ra một cuộc búc chiến giữa hai phe thần học công giáo. Phe cấp tiến cho rằng Chúa Giêsu cũng mắc tội tổ tông vì bà Maria sinh ra do sự giao cấu của cha mẹ. Giêsu chỉ được miễn 50% vì cha là Đức Chúa Tinh Thần. Cuộc búc chiến kéo dài lai rai trong 30 năm và bị tòa án dị giáo đàn áp dữ dội nên không thể bùng lên được. Biết bao sinh mạng đã phải lên đàn giàn hỏa vì chuyện lẫm cẩm này. Đó là cái gọi là nền văn minh Kitô giáo. Đến giữa thế kỷ 19, khi nền dân chủ Tây Phương đã khá lớn mạnh và uy quyền của Vatican đã bị giảm sút, cuộc búc chiến về cái trinh của Đức Mẹ lại bùng lên. Giáo hoàng Pio thứ 9 dùng mọi biện pháp dập tắt cuộc búc chiến. Đến năm 1854, y công bố tín điều Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội. Để cho giáo dân thêm tin tưởng vào tín điều này, giáo hoàng âm mưu với một hội pháp phía ra vụ Đức Mẹ hiện ra ở hang núi hẻo lánh Massa Pebble thuộc tỉnh Lodet, nam nước tây nam nước Pháp. Đức Mẹ tiếp xúc với một cô gái quê tên là Bernadette, và Mẹ tự xưng là đấng vô nhiễm nguyên tội. Nhiều giáo dân tiến bộ không tin phép lạ ở Lodet lỗ đức và đặt vấn đề về thẩm quyền tuyên bố tín điều của giáo hoàng. Do đó, giáo hoàng Pio thứ 9 phải triệu tập cộng đồng Vatican I vào năm 1869. Kết quả cộng đồng I chấp nhận tín điều, giáo hoàng bất khả ngộ, không thể sai lầm. Nhờ đó tín điều này, năm 1950, giáo hoàng Pio thứ 12 công bố thêm một điều nữa về Đức Mẹ. Đó là tín điều Đức Mẹ hồn xác lên trời, còn gọi là Đức Mẹ mong triệu. Tổng giáo phận Sài Gòn sáng tác một bài kinh để kính mừng Đức Mẹ hồn xác lên trời, Nhật khóa trang 499, nghe rất cải lương như sau: thung thăng chân bước thang mây, tay chấp mặt vui áo tỏa, hớn hở gót nương cung nguyệt, khí thanh gió mát trời quang, xuân thu bà đã quá 6 tuần, về chầu Chúa bởi lòng kính mến, môn đệ Chúa họ hợp gần đủ, mặt ba ngon thảy yêu thương. Xưa đời giữ phận khiêm nhường, xưng mình là tôi tớ Chúa, nay rời khỏi thế gian nên vì cao trọng, bà đáng chức nữ vương, xưa ngôi hai ngự trong lòng, bà dư chính tháng hơn thiên gồm đủ, rầy Chúa cả thưởng công mẹ quyền, cai trị chín trời, chức đặc phủ bầu bốn biển, sang quá nổi sang, nay xin ơn thánh hằng giúp con, sao nguyện đặng lên trời với Mẹ. Amen. Để củng cố và nhắc nhở các tín đồ công giáo về các tín điều mới này về Đức Mẹ, cũng như tín điều giáo hoàng không thể sai lầm, Vatican ra lệnh cho các giáo hội phải xây thêm trong khuôn viên nhà thờ một hang đá lộ đức. Lệnh của tòa thánh ban ra chỉ được vài nước Âu Châu như Pháp, Ý, Tây Ban Nha thi hành, còn toàn Bắc Mỹ đa số theo phe cấp tiến không chịu tuân lệnh.
Do đó ta thấy ở Mỹ và Canada gần như không có nhà thờ nào xây hang đá Lộ Đức ở Việt Nam. Thì ngược lại, nhà thờ nào cũng xây thêm hang đá Lộ Đức. Đó là một bằng chứng cụ thể về tinh thần nô lệ của Giáo hội Công giáo Việt Nam. Bất cứ một lệnh nào được ban ra từ Vatican cũng đều được các tu sĩ Việt Nam tuân hành răm rắp. Tuyệt đại đa số giáo dân trình độ tâm linh quá thấp, đâu ngờ họ xếp hàng đi xưng tội. Chính họ còn ít tội hơn những kẻ ngồi ở phía sau tòa giải tội. Hầu hết các tu sĩ là những kẻ đại gian ác ngụy trang dưới những lớp áo đen, áo đỏ, áo trắng, đóng vai đạo đức giả để phỉnh gạt tín đồ. Bề ngoài họ làm ra vẻ thuận thạo với nhau, thật sự bên trong nội bộ họ ganh tị nhau, đua nhau và sẵn sàng hạ thủ nhau để tranh quyền đoạt thế. Họ dùng đủ mọi thủ đoạn để bòn rút tiền bạc xương máu của giáo dân, để xây nhà thờ nguy nga đồ sộ, chỉ cốt để họ được vinh quang với đời. Một số tu sĩ của công tôn giáo khác cũng thế. Mái nhà thờ của họ càng lớn rộng bao nhiêu, càng che khuất ánh sáng mặt trời chân lý bấy nhiêu. Các bức tường của nhà thờ càng cao bao nhiêu thì ngăn cách giữa con người với nhau bấy nhiêu. Giáo sĩ là những con kiến sinh trùng, vừa ăn bám vừa phá hoại xã hội. Họ tội lỗi cùng mình, lại nắm quyền tha tội cho đám tín đồ vô tội hoặc ít tội hơn họ. Họ thực sự là một bọn cướp nguy hiểm hơn cả bọn cướp thường, vì những kẻ cướp thường đều bị luật pháp trừng trị. Trái lại, bọn cướp đội lớp giáo sĩ lại được giáo dân tôn kính, đi lại tự do, vênh váo và được xã hội tân bốc là những vị lãnh đạo tinh thần. Tất cả các tệ nạn này đều xuất phát từ nhiều sự thiếu hiểu biết của các đại đa số giáo dân. Do vậy, việc giáo dục khai sáng tâm linh là vô cùng cần thiết để cứu nước và bảo vệ nền văn hóa nhân bản rất cao đẹp của dân tộc ta mà tuyệt đối đa số giáo dân không hề biết tới. Trong giáo lý Công giáo có rất nhiều điều rất sơ hở của những kẻ sáng lập, có thể khiến cho những người có óc tò mò tìm hiểu dễ dàng phát giác ra sự lừa bịp dối trá của giáo hội. Nhưng vì trình độ thấp kém của giáo dân, giáo hội vẫn tìm cách che lấp các cơ sở, các sơ hở của nó. Giáo lý qua mặt giáo dân dễ dàng. Khi tôi còn rất nhỏ, tôi thường được cô tôi là một dì Phước dạy giáo lý. Bài giáo lý đầu tiên trong đời tôi được cô tôi hỏi đi hỏi lại rất nhiều lần. Bà biết tôi là người thuộc hàng cháu, thuộc như cháu, nhưng bà vẫn hỏi để có cớ mà cho tôi quà. Mỗi lần có dịp đến thăm gia đình tôi, bà thường ôm tôi vào lòng, âu yếm hỏi và tôi đáp như mấy. Cháu con ai? Con Đức Chúa Trời. Cháu ai? Cháu ông Adam. Adam. Dòng dõi ai? Dòng dõi David. Cả tới nửa thế kỷ sau, tôi không hề thắc mắc về những điều đó, nhưng rồi sau đó tôi mới thấy cái vai trò quan trọng của vua David trong giáo lý Công giáo, đó là vì dân Do Thái quan niệm Chúa cứu thế. Là vua David mới phải là người thuộc dòng dõi của vua David. Cũng tương tự như người Babylon quan niệm Chúa cứu thế phải là con của vua Nimrod. Do đó kẻ lập đạo Kitô phải viết sách làm sao để người đọc tin rằng Giêsu là người thuộc dòng dõi của David, vì Giêsu mới có thể là Messi. Đã được cựu ước Do Thái tiên tri Tân Ước kể nhiều tiểu sử Giêsu được viết trong thế kỷ thứ nhất đã chứng minh mối tình tội lỗi của David với bà Bathsheba đã sinh ra tổ tiên nhiều đời của Joseph là cha của Giêsu. Do đó Giêsu đã thuộc dòng dõi vua David bởi cha mình là Joseph và đích thị là Chúa Kitô theo đúng cựu ước. Đến thế kỷ thứ 3 và thứ 4, lý thuyết về Thiên Chúa ba ngôi mới thành hình. Bọn lập đạo Công giáo hoàng đế Constantin Irenaeus giám mục địa phận Lyon ở Pháp đã và Augustin là tác giả Kinh Tin Kính chủ trương biến Joseph thành cha nuôi của Đức Mẹ, phải là đồng trinh cha của Giêsu, phải là Đức Chúa Thánh Thần. Nhưng họ lại quên lấy khuynh khuấy một điều: Tân Ước và Cựu Ước không có một điều nào nói về Đức Mẹ Maria thuộc dòng dõi vua David. Thành ra nếu Giêsu là con của Đức Chúa Thánh Thần và bà Maria đồng trinh thì Giêsu không hề là Kitô và không thuộc dòng dõi vua David. Ngược lại, nếu chấp nhận Giêsu thuộc dòng dõi vua David
do cha mình là Joseph, thì Đức Mẹ không còn là đồng trinh. Để gỡ thế bí này, Vatican đã phì ra những bài kinh cầu Đức Bà, kinh cầu ông Thánh Joachim và kinh cầu bà Thánh Anna là cha mẹ của Maria, để che lấp sơ hở nói trên của kẻ lập đạo Công giáo. Kinh cầu Đức Bà có câu Đức Bà là lâu đài David. Kinh cầu ông Thánh Joachim, tòa niên kinh nguyện Bùi Chu do cơ sở Dân Chúa xuất bản, PO Box 1419, Vienna, Leo A 70053, đại diện là Linh Mục Việt Châu, trang 189. Lạy ông Thánh Joachim là đấng rất sang trọng về dòng dõi vua David. Đức Chúa Trời đã chọn mà ban cho mọi sự lành cho tất cả loài người, mà vì chúng dùng người cho được nên làm những sự mầu nhiệm Đức Chúa Trời truyền ở thế gian này. Kinh cầu bà Thánh Anna, toàn kinh nguyện, trang 212. Lạy bà Thánh Anna là mẹ nữ vương, bà làm sáng thiên hạ vì sinh được con thanh sạch, sáng láng hơn mặt trời mặt trăng. Bà là đấng sang trọng bởi dòng vua David. Từ nhỏ khi đi nhà thờ đọc kinh cầu Đức Bà, tôi vẫn tưởng tượng cái lâu đài David chắc phải là cái gì thánh thiện cao cả. Nay tôi lấy sách Cụ Ước ra đọc để tìm hiểu cái lâu đài này như thế nào. Té ra lâu đài David là harem chứa cả ngàn cung nữ để phụng sự cái tật dâm vật vô độ của David. Khi David về già vẫn ham chơi với các thiếu nữ trẻ măng. Tôi ngạc nhiên thấy cái gọi là Kinh Thánh Cụ Ước mô tả các cuộc tri hoan của các nhà vua thật chi tiết, một cách dâm thư. Bây giờ vua David đã già và bệnh nhiều năm, đắp mền cho người bao nhiêu cũng không ấm. Các đầy tớ mang đến cho người một cô gái trẻ đứng trước mặt người và hãy để cho cô ta kích thích làm cho người khoái, sau đó đặt cô ta nằm trong lòng người thì người mới ấm. Một số câu chuyện ngụy tạo để lừa bịp của Công giáo La Mã. Tất cả các bài kinh nói trên đều không có căn bản thánh kinh. Các học giả Âu Mỹ gọi là đó là những sản phẩm ngụy tạo để lừa bịp. Nói đến các chuyện bịp của Công giáo La Mã thì nhiều không thể kể xiết. Chỉ xin kể vài chuyện tiêu biểu. Vatican rêu rao đã lưu trữ cái ghế ngồi của Thánh Phêrô. Trong nhiều thế kỷ, vào tháng 7 năm 1968, các nhà khoa học quốc tế đã đến làm cuộc giáo nghiệm và đồng xác nhận chiếc ghế này được ngụy tạo vào thế kỷ thứ 9. Các nhà khảo cổ xác nhận bức tượng Thánh Phêrô lớn nhất bằng đồng đen đặt tại đền Thánh La Mã được khoác áo giáo hoàng và đội nón cao tầng để đóng vai giáo hoàng đầu tiên của giáo hội, là tượng trưng thần Jupiter của cổ La Mã trước công nguyên. Cựu linh mục dòng tên Phêrô de Rosa, tác giả cuốn bestseller Vi Khắp, đã kết luận Vatican là xưởng sản xuất chế tạo đồ giả lớn nhất thế giới. Các sử gia chuyên nghiên cứu lịch sử giáo hội Công giáo xác nhận Phêrô không phải là giáo hoàng, vì ông ta hoàn toàn thất học, có vợ con, nên Phêrô không chấp nhận cho người khác quỳ lại mình để hôn tay. Phêrô chưa tìm đến Roma vì không biết, không có điều nào trong Tân Ước nói về việc này. Trong 3 thế kỷ đầu của Kitô giáo nguyên thủy, không có giáo hoàng mà chỉ có giám mục. Giáo hoàng là sản phẩm của Công giáo La Mã, bắt đầu từ năm 378 mới có chức giáo hoàng. Giáo hoàng đầu tiên là Demasus, được tôn xưng Pontifex Maximus, đấng đứng đầu giáo hội, tức là giáo hoàng. Giáo hoàng đầu tiên tuyên bố ngôi vị giáo hoàng là thừa kế của Thánh Phêrô. Là một nữ giáo hoàng, tên thật của nữ giáo hoàng là Catherine de Siena. Từ thuở nhỏ, Catherine thích mặc đồ con trai và sau đó giả làm con trai đi tu dòng nam vào đầu thế kỷ thứ 9.
Bà là một phụ nữ thông minh, ham mê hoạt động và có tham vọng khuynh đảo cả thế giới. Bà có cái tài hùng biện và để lại nhiều bài diễn văn rất nổi tiếng, hiện còn được lưu trữ tại văn khố Tòa Thánh. Nhiều sử gia Ý như Beckett và Boccaccio đã viết sách ca ngợi về tài năng học giả uyên bác của bà vào năm 855. Giáo hoàng Leo thứ tư qua đời, hội thánh lúc đó nhận thấy chỉ có tu sĩ John là xứng đáng kế vị giáo hoàng. Kết quả tu sĩ John được bầu làm giáo hoàng và là người tuyên bố. Giáo hoàng John cai trị giáo hội được 3 năm thì chẳng may một tai biến xảy ra. Trong năm 858, Tòa Thánh tổ chức một cuộc rước kiệu lớn tại Roma. Giáo hoàng đi theo đoàn kiệu bỗng nhiên té xỉu, máu me chảy lênh láng vì bị sảy thai. Cả giáo hội lúc đó mới phát giác giáo hoàng là phụ nữ. Ngay sau đó, giáo hoàng John bị lột trần truồng và bị đám tu sĩ cuồng nộ lôi ra công trường Colosseum để cho dân chúng ném đá đến chết tại chỗ. Truyền thống của Công giáo khinh rẻ phụ nữ. Do triết thuyết của Augustine, giáo hội coi phụ nữ không xứng đáng chịu chức thấp nhất là linh mục, huống hồ là chức giáo hoàng. Mặc dầu giáo hoàng John rất giỏi và không có tội gì khác, ngoài tội chỉ là một phụ nữ nên phải chết thảm. Truyền thống khinh rẻ phụ nữ đó ngày nay đã trở thành một mối nguy hiểm có thể đưa đến sụp đổ của giáo hội. Tại Hoa Kỳ và Âu Châu, phụ nữ công giáo bỏ đạo đã biến thành phong trào lớn. Năm 1995, nữ giáo hoàng John Mead là bổn đạo gốc lâu đời tại Mỹ đã mở một cuộc phỏng vấn qua nhiều tờ báo toàn quốc để thu nhập ý kiến của phụ nữ công giáo Hoa Kỳ. Thuộc mọi thành phần và thuộc mọi lứa tuổi, bà John Mead đúc kết lại về để viết tác phẩm Người Công giáo Tỉnh Ngộ hay Cuộc Hành Trình của Phụ Nữ Bỏ Đạo. Phụ nữ Mỹ đồng loạt kết tội Augustine và coi y là một tên bệnh hoạn về giới tính. Hệ thống triết học và thần học của Augustine là xương sống của Công giáo La Mã, hoàn toàn dựa trên thần thoại Vườn Địa Đàng, sản phẩm bị đặt của Do Thái ăn cắp từ thần thoại Babylon. Sự nhục mạ phụ nữ của Augustine và giáo hội La Mã làm cho phụ nữ cảm thấy tủi hổ về thân phận đàn bà của họ. Bà John cũng như các phụ nữ công giáo tiến bộ phẫn nộ gọi Thiên Chúa là đấng toàn năng, đực rựa, gọi giáo hội công giáo là giáo hội đàn ông trị. Họ cho rằng Thiên Chúa chỉ là tấm màn che quyền lực của đàn ông chứ không phải quyền lực của Chúa tồn tại trên trái đất này. Bà John phát biểu Công giáo La Mã đang trở thành đồ phế thải của các nước phát triển và đang có khuynh hướng chuyển đồ phế thải đó sang các nước chậm tiến. Đặc tính của Công giáo là chỉ có thể phát triển được tại nơi có kẻ ngu dốt và nghèo khổ. Giáo hội Công giáo là một chế độ độc tài ngụy trang tôn giáo, một đường dây mafia và là những con bua đội lốt tôn giáo. Song song với phong trào chống công giáo của phụ nữ trên thế giới, giáo hội La Mã bị tấn công tới tấp bởi các phong trào đòi quyền sống của con người da đen, phong trào cộng sản quốc tế. Vatican đã tìm cách làm giảm bớt tính chất đàn ông của Thiên Chúa bằng cách đề cao vai trò Đức Mẹ Maria. Bà ngồi Thiên Chúa theo giáo lý Công giáo là một bộ ba gồm có một ông già rậm râu xuất thân từ Jehovah, tức là con bò của Do Thái, một thanh niên đóng khố máu me đầy mình và một con chim bồ câu đực. Rõ ràng giáo hội Công giáo là một tà giáo đa thần vì nó không thờ Thiên Chúa mà thờ người và cầm thú bò với chim. Bà Karen Armstrong nguyên là nữ tu Công giáo, hiện là một sử gia hàng đầu thế giới về tôn giáo và là tác giả nhiều tác phẩm Bob Taylor trong tác phẩm nổi tiếng của History of God. Bà gọi Thiên Chúa của Công giáo là một thần lắm điều.
Giáo lý Thiên Chúa Ba Ngôi là giáo lý rắc rối và phỉ báng Thiên Chúa. Giáo hội Công giáo biết tâm lý phụ nữ không ưa Thiên Chúa Ba Ngôi vì điều là giống đực, nên đã lôi Đức Mẹ vào để biến chế thành Thiên Chúa Bốn Ngôi. Nhưng giáo hội lại lâm vào tình trạng kẻ gian mắc nạn. Lý do là càng làm nổi bật vai trò của Đức Mẹ bên cạnh Thiên Chúa Ba Ngôi bao nhiêu, lại càng nổi bật cái tính loạn luân mất dạy của giáo lý Thiên Chúa Ba Ngôi bấy nhiêu. Tờ New York số ra ngày 25 tháng 8 năm 1997, trang 19 viết: thay vì Thiên Chúa Ba Ngôi, ngày nay xuất hiện một loại Thiên Chúa Bốn Ngôi với vai trò phức tạp của bà Maria, con gái của Chúa Cha, mẹ của Chúa Con và vợ của Chúa Thánh Thần. Vì chỉ có một Thiên Chúa nên cùng một lúc bà Maria vừa là con, vừa là mẹ, vừa là vợ của Giê-xu. Ngược lại, Giê-xu cùng lúc là cha, là con và là chồng của chính mẹ mình. Giáo hội Công giáo tôn thờ Thiên Chúa lắm điều, ác độc và loạn luân. Vua Thánh David dâm dật vô độ, tổ phụ Abraham cũng loạn luân. Do đó giáo hội Công giáo đã hiện ra nguyên hình. Vì một giáo hội vô luân, vô địch, toàn bộ hàng giáo phẩm Công giáo Việt Nam kém cỏi, tới nay vẫn cứ cắm đầu cắm cổ tụng niệm đề cao Thiên Chúa các đạo binh. Thần lực, thần bạo lực trong các buổi lễ giáo dân vẫn rỉ rả cầu xin: xin Chúa làm cho tôi khinh dễ sự đời là chốn muôn chim cầm thú, xin làm cho tôi đặng về quê thật hiệp lại. Cùng một vua David, Nhật Khóa trang 707, và cầu cho linh hồn người chết xin các thánh thiên thần đem linh hồn lên nơi vui vẻ cùng ông thánh Abraham, Nhật Khóa trang 330, hoặc xin Chúa đoái thương dân nước Việt Nam đang còn ngồi trong bóng tối tâm ngoại giáo. Chúa đã phán rằng ngày sau sẽ có nhiều kẻ bởi Đông Tây đến nghỉ ngơi cùng thánh Abraham trên đất nước thiên đàng, Nhật Khóa 144-145. Giáo hội Công giáo tỏ ra thương xót dân tộc Việt Nam không phải vì hay bị bão lụt, hạn hán, chiến tranh liên miên chống xâm lược, mà thương dân nước Việt Nam còn ngồi chồm hổm trong bóng tối tâm ngoại giáo vì chưa biết ăn thịt người và chưa biết Thiên Chúa Ba Ngôi mất dạy và loạn luân đến cỡ nào. Giáo hội Công giáo Việt Nam đã lộ nguyên hình một đám cỏ dại phá hoại cánh đồng mang hình chữ S của Tổ quốc Việt Nam chúng ta. Công giáo La Mã luôn tự xưng là giáo hội chính thống của Thánh Phêrô. Như chính Giê-xu đã gọi Phêrô là Sa-tăng, nên Công giáo La Mã là đạo chính thống của Sa-tăng gian ác. Đó là điều đã được xác nhận trong Thánh Kinh Tân Ước, chứ không phải tôi dùng chữ thiếu văn hóa. Trong năm 1917, Đức Mẹ Maria đã hiện ra tại Fatima liên tục mỗi tháng một lần vào ngày 13 từ tháng 5 đến tháng 10 năm 1917. Đức Mẹ đã phán Vatican đã biến thành kinh đô của quỷ Satan. Khói của Satan nồng nặc trong giáo hội. Vatican đã phá hoại trên nền tảng công ơn cứu chuộc của Chúa Giê-xu. Trong Thánh Kinh Cựu Ước, Satan được mô tả là một con rắn, là vật chất, là ông hoàng của thế giới. Người Ai Cập coi con rắn là biểu tượng của sự khôn ngoan, hiểu biết. Chúa Giê-xu khuyên mọi người hãy trở nên khôn ngoan như con rắn. Vatican đã trở nên ông hoàng của thế giới trong nhiều thế kỷ. Nó đã trở nên trung tâm quyền lực của quỷ. Vatican khôn như rắn và gắn bó với vật chất. Chính nó là Satan, là vật chất. Giáo hội Công giáo là giáo hội của quỷ, quấy phá nhân loại trong gần 2.000 năm qua, và nó đang đi tới gần đến ngày tận thế của nó. Ngày 13 tháng 5 năm 1982, người đứng đầu giáo hội của Satan là Gian Phaolô Đệ Nhị đã đến làm lễ tại Vương Cung Thánh Đường Fatima và cầu xin cho cái giáo hội đó khỏi bị hủy diệt. Giáo hoàng cầu xin như sau: xin Chúa cứu thương chúng con khỏi trận chiến tranh nguyên tử và tránh khỏi sự hủy diệt không thể lường được. Linh mục Alonso Fatima, người có nhiệm vụ giữ hồ sơ về các bí mật, cho biết bí mật của Fatima có liên quan đến một cuộc khủng hoảng ghê gớm
trong nội bộ giáo hội Công giáo gây nên bởi sự tranh giành thế lực giữa những phẩm trật cao chất ngất trong giáo hội Công giáo thời luận số 4 tháng 8 năm 1986. Linh mục Alonso cho biết thêm kẻ giết giáo hội Công giáo không phải là cộng sản, cũng chẳng phải là Judas tái sinh, mà là các tu sĩ hư hỏng. Ngày nay rất nhiều linh mục đã mất đức tin cũng nhưng vẫn giả vờ đạo đức để đóng vai lãnh đạo tinh thần của giáo hội, không có mục đích nào khác hơn là để bòn rút tiền bạc của giáo dân để ăn, để sống và thỏa mãn những dục vọng thấp hèn của họ. Nhiều linh mục giả vờ nghiêm trang làm lễ ở nhà thờ, nhưng sau đó họ gian dâm với vợ con của đám giáo dân khờ khạo của mình. Số báo thời luận nói trên, nơi trang 10-11 có thuật chuyện Đức Mẹ khóc tại La Salette. Đức Mẹ đã nghiêm khắc lên án các linh mục Công giáo hư hỏng như sau: vì đời sống xấu xa tội lỗi của họ, và vì họ lòng vô nhân đạo của họ khi cử hành các phép bí tích màu nhiệm, vì lòng ham mê tiền bạc thế gian và ham mê danh vọng hảo huyền, nhất là vì lòng ham mê những thú vui xác thịt tội lỗi, các linh mục đã trở thành những hố phân chứa đầy dòi bọ dơ bẩn. Cuộc sống xấu xa tội lỗi của họ đòi hỏi sự trả thù của Thiên Chúa, và sự trả thù đang lơ lửng trên đầu họ. Theo báo New York ra ngày 26 tháng 8 năm 1997, thì trong 19 thế kỷ qua, Vatican loan báo Đức Mẹ hiện ra chỉ có vài lần. Nhưng trong thế kỷ 20, Vatican cho biết có tới 400 lần Đức Mẹ hiện ra, hầu như tại khắp nơi trên thế giới. Những vụ Đức Mẹ hiện ra dồn dập cho loài người thấy tình hình rất là khẩn trương, và là điềm báo cho thấy ngày tận thế của giáo hội Satan đang trong tầm tay. Năm 1917 là năm giáo hội đe dọa nặng nề bởi hiểm họa cộng sản. Nhưng hiện nay giáo hội Công giáo mới thực sự đang trên miệng hố diệt vong. Trong cuộc hiện ra tại Fatima năm 1917, Đức Mẹ hứa trái tim Mẹ sẽ chiến thắng cộng sản và nước Nga sẽ ăn năn trở lại với Mẹ. Quả thật, chủ nghĩa cộng sản đã sụp đổ, nhưng người Nga đã trở lại với Mẹ trong chính thống giáo, chứ không trở lại với giáo hội Satan là Vatican. Trong tháng 8 năm 1997, Quốc hội Nga đã biểu quyết đạo luật và Tổng thống Yeltsin ban hành xác nhận quyền tự do tôn giáo trên nước Nga, mọi tôn giáo kể cả đạo Phật và đạo Hồi đều được tự do truyền giáo và hành đạo tại Nga, ngoại trừ Công giáo La Mã và Tin Lành. Người Nga coi Công giáo La Mã là một giáo hội thù địch, vì Công giáo là kẻ phản bội Chúa và là Đức Mẹ. Tại Fatima năm 1917, Đức Mẹ đã cho ba em nhỏ được thấy cảnh hỏa ngục. Trong hỏa ngục đầy dẫy các giáo hoàng, hồng y, tổng giám mục và linh mục Công giáo. Các tu sĩ Công giáo trong hỏa ngục đều lúc nhúc như dòi trong các hố phân lộ thiên. Chắc chắn không thể thiếu mặt của Lê Hữu Từ, Phạm Ngọc Chi, Nguyễn Bá Tồng, Hồ Ngọc Cảnh, Ngô Đình Thục, Nguyễn Văn Bình. Toàn bộ Hội đồng Giám mục Việt Nam cũng đều đang ở trong thế chờ để nhào xuống hố phân địa ngục. Còn các linh mục gian ác như Hoàng Quỳnh, Thanh Lãng, Lương Kim Định, Cao Văn Luận thì khỏi phải bàn tới. Chúa đã phán, những kẻ vào nước thiên đàng còn khó hơn lạc đà chui qua lỗ kim. Toàn bộ giáo hội Vatican giàu tới hàng trăm ngàn tỷ đô còn to hơn con khủng long, làm sao chui qua lỗ kim cho nổi. Cho nên nếu lời Chúa là chân lý thì toàn bộ cái giáo hội Công giáo phải xuống hỏa ngục. Nếu cả cái giáo hội ấy vì một lý do nào mà không phải xuống hỏa ngục thì lời Chúa chỉ là lời nói khuấy cho vui thôi. Năm 1917 tại Fatima, Đức Mẹ nói khá nhiều về cộng sản, nhất là nói về cộng sản Nga. Còn tại La Van, Quảng Trị thì Đức Mẹ hoàn toàn không đề cập đến cộng sản Việt Nam trên ngày nay. Chúng ta khó có thể đoán biết được quan điểm của Đức Mẹ về vấn đề này. Trong thế kỷ 20, Đức Mẹ hiện ra tới 400 lần tại nhiều quốc gia. Như vậy Đức Mẹ biết đủ các thứ tiếng trên thế giới
tại La Văn năm 1798 dưới thời vua Cảnh Thịnh. Hàng trăm giáo dân Huế và Quảng Trị đã vào đây lánh nạn cấm đạo trong khu rừng lá vàng này. Đức mẹ chỉ hiện ra để nói vài điều chứ không có một chương trình nào cụ thể để cứu trợ cả. Đức mẹ hứa, từ nay về sau, bất cứ ai đến khẩn cầu mẹ tại nơi đây sẽ được mẹ ban ơn phù trợ. Chắc ý của mẹ là muốn La Vang sẽ trở thành một trung tâm hành hương lớn, tương tự như trung tâm hành hương của dòng tu Đồng Công tại Mount Missouri. Tôi tin rằng Đức mẹ đã nói với giáo dân tại La Vang năm 1798 bằng tiếng Việt, không cần thông dịch viên, từ tiếng Aramic sang Việt ngữ. Có lẽ tiếng nói của người hơi nặng theo giọng Huế hoặc Quảng Trị. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Nếu các bạn cơ được lỡ vào kênh của mình nghe thì nghe cho hết để nhận định sự đúng hay sai, hoặc là có những cái sự việc rất mâu thuẫn và cực kỳ nham nhở vô cùng. Cho nên các bạn công giáo nếu có nghe tới những cái đoạn như thế này thì cũng đừng có sốc, vì sự thật vẫn là sự thật các bạn nhé. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Nếu các bạn cơ được lỡ vào kênh của mình nghe thì nghe cho hết để nhận định sự đúng hay sai, hoặc là có những cái sự việc rất mâu thuẫn và cực kỳ nham nhở vô cùng. Cho nên các bạn công giáo nếu có nghe tới những cái đoạn như thế này thì cũng đừng có sốc, vì sự thật vẫn là sự thật các bạn nhé.